Thưa quý vị, trong chương trình thăm chính thức Australia vào sáng nay 8 tháng 3, tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Đại học Quốc gia Australia và dự diễn đàn giáo dục Việt Nam-Australia. Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Australia là lĩnh vực hợp tác truyền thống và là một trong những điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam-Australia. Australia là điểm đến hàng đầu của du học sinh Việt Nam. Việt Nam có hơn 80.000 học sinh, sinh viên đã và đang theo học tại Australia. Hơn 200 cơ sở giáo dục Việt Nam và Australia đã có chương trình hợp tác. Các trường đại học của hai nước đã có hơn 5.000 nghiên cứu chung. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sau hơn 50 năm, Việt Nam-Australia thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giáo dục giữa hai nước vẫn luôn là điểm sáng với nhiều thành tựu quan trọng. Việt Nam coi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược. Việt Nam cũng chú trọng ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Do đó, đề nghị hai bên cần tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn, đẩy mạnh hợp tác một cách thiết thực, hiệu quả, toàn diện để tiếp tục phát huy vai trò là một trụ cột quan trọng, tạo đột phá và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thủ tướng Chính phủ đề nghị tăng số lượng và nâng cao chất lượng các chương trình hợp tác, liên kết giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo, đại học của hai nước, trong đó chú trọng hơn đến nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, những ngành mà Việt Nam còn thiếu và phía Australia có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, năng lượng xanh, sạch, công nghệ sinh học. Cùng với đó, cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tập trung đầu tư các dự án trọng điểm phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai bên, tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên và đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học hai nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là cung cấp học bổng cho người Việt Nam sang học tập tại Australia, thúc đẩy việc học tiếng Việt tại Australia. Thủ tướng đề nghị các cơ sở giáo dục đào tạo, các đại học của hai nước thảo luận tìm kiếm cơ hội và sớm cùng nhau triển khai thực hiện hiệu quả các dự án hợp tác, đầu tư cụ thể tại Việt Nam, với các dự án ngang tầm khu vực mang tính biểu tượng trong quan hệ giữa hai nước. Tại diễn đàn, các trường đại học Việt Nam và Australia đã trao 8 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi học thuật, chương trình giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi sinh viên, giảng viên, đào tạo các ngành mới nổi và quan trọng như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chất bán dẫn, khoa học sức khỏe, môi trường, công nghệ số, năng lượng xanh. Trong khuôn khổ đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã có buổi gặp và làm việc với mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia. Trao đổi với mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mong muốn mạng lưới tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hoạt động, đặc biệt là tăng cường phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và các mạng lưới tại các quốc gia khác, qua đó thúc đẩy phát triển cộng đồng trí thức Việt Nam tại Australia nói riêng và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội trong nước. Tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng, giai đoạn tới, mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Australia sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ, thúc đẩy hợp tác và đa dạng hóa nguồn nhân lực thông qua liên kết chuyên gia Việt Nam trong lãnh thổ Australia và trên toàn thế giới, liên kết chuyên gia Việt Nam và chuyên gia quốc tế. Bên cạnh đó, mạng lưới sẽ tổ chức các hội thảo, cuộc thi để tìm ra ý tưởng thương mại hóa, hỗ trợ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, hình thành trung tâm nghiên cứu và trung tâm đào tạo các lĩnh vực trọng tâm. Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân sẽ thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Chuyến thăm lần này được đánh giá là rất có ý nghĩa đối với chính phủ của Thủ tướng Luxon vì đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu chính phủ tới New Zealand trong nhiệm kỳ mới. Năm 2025, Việt Nam và New Zealand sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Do vậy, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các chương trình để cùng kỷ niệm dịp quan trọng này. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cơ hội tốt để lãnh đạo hai nước trao đổi về sự kết nối trong mọi lĩnh vực nhằm xây dựng mối quan hệ bền chặt. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ lần đầu tiên có cuộc gặp với Thủ tướng Christopher Luxon. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội toàn quyền New Zealand cùng nhiều cuộc gặp với các bộ trưởng và quan chức cấp cao. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các cơ hội hợp tác trong tương lai, những nội dung có thể được đưa vào kế hoạch hành động hợp tác chiến lược mới thay thế. Kế hoạch sẽ được kết thúc vào năm 2024. Thì trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ, thì hai bên cũng sẽ tiếp tục trao đổi về các cái biện pháp để mà đẩy mạnh hơn nữa cái hợp tác giữa hai bên. Trong đó có những lĩnh vực mang tính chất truyền thống về thương mại, về đầu tư.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand. Hai bên đang nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu thương mại hai chiều là 2 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2024. Tôi cho rằng hợp tác nông nghiệp là một lĩnh vực đặc biệt được chú trọng và là điểm nhấn. Chúng tôi đang tập trung vào việc hỗ trợ Việt Nam nhằm tăng cường khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu, bảo vệ sản xuất nông nghiệp bền vững và sinh kế. Trọng tâm hợp tác cũng sẽ là những lĩnh vực mang tính gắn kết, giao lưu nhân dân nhiều hơn, đặc biệt là hợp tác về lĩnh vực lao động, về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, về việc hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp, những cái công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp, và để làm sao hai bên có thể xuất khẩu sang nhau những cái sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Việt Nam hiện là quốc gia nắm vai trò điều phối mối quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027. Đây là cơ hội để hai nước củng cố và thúc đẩy hợp tác song phương hơn nữa trong các vấn đề khu vực. Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao kết quả thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt được trong năm 2023. 5 thành phố đã đóng góp 35,04% trong tăng trưởng GDP, 57,9% thu ngân sách, đạt 54,6% thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 80,2% khách du lịch quốc tế của cả nước. Năm 2024, 5 thành phố cần tiếp tục phát triển phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ tháng đầu quý đầu. Hội đồng thi đua của từng thành phố triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị Trung ương về công tác thi đua khen thưởng. Các thành phố cần phát huy sức sáng tạo, triển khai cách làm riêng để công tác thi đua khen thưởng đạt được hiệu quả tốt nhất, quan tâm khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động làm việc trực tiếp trong môi trường khó khăn. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cụm trưởng cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng cụm thi đua năm 2024 cho lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 86 về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính liên quan đến liên kết giáo dục với nước ngoài, liên kết đào tạo với nước ngoài, về thành lập hoạt động các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Việc thực hiện sửa đổi cần nhằm bảo đảm chặt chẽ trong quản lý đào tạo, chất lượng đào tạo các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh các dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý thêm về việc nghiên cứu một số hoạt động kết hợp karaoke, biểu diễn mới phát sinh hiện nay để bảo đảm nghị định phù hợp với thực tiễn. Sáng nay, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày xảy ra vụ tai nạn máy bay tại Sóc Sơn và khánh thành nâng cấp khu tưởng niệm các cán bộ phóng viên Việt Nam Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay vào ngày 8 tháng 3 năm 1974. Khu tưởng niệm các cán bộ phóng viên Việt Nam Algeria hy sinh trong vụ tai nạn máy bay tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã trở thành địa danh ghi lại những đóng góp to lớn của các thế hệ tiền bối cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Algeria ngày càng bền chặt. Việc mở rộng tôn tạo khu tưởng niệm là một hoạt động ý nghĩa và nhân văn, góp phần tri ân các cán bộ phóng viên đã hy sinh xương máu để vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước, là nơi giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và truyền thống hữu nghị hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam và Algeria. Thưa quý vị, liên quan công tác bảo hộ công dân đối với các thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu True Confidence mang cờ Barbados bị lực lượng Houthi tấn công ở Biển Đỏ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm DG Bounty Nguyễn Huy Dũng cho biết có 4 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu khi vụ tấn công xảy ra. Trong đó có một người đã tử vong là anh Đặng Duy Kiên, sinh năm 1983, quê ở Hải Phòng, là đại phó của tàu. Sau khi con tàu này bị tấn công, tất cả các thuyền viên đã được tàu của Hải quân Ấn Độ hỗ trợ, sơ tán đến Djibouti. Hiện nay, 3 thuyền viên Việt Nam đang lưu trú an toàn tại một khách sạn ở thủ đô Djibouti của Cộng hòa Djibouti. Đại sứ quán sẽ tiếp tục xác minh để có các biện pháp bảo hộ.
Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên Việt Nam này và đưa các thuyền viên trở về nước.